Nằm trên dãy Trường Sơn có một con đường huyền thoại, đường 20 quyết thắng. Con đường được làm nên bởi những con người có tuổi đời mới vừa tròn 18 đôi mươi. Con đường đã đi vào lịch sử dân tộc như một kỳ công, kỳ tích, kỳ quan, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng độc lập, niềm tin tất thắng của cả dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chưa đến đó như chưa rõ mình. Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, đường 20 quyết thắng là con đường của sự đoàn kết, con đường rộng mở đến tương lai. Rời đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường 20 quyết thắng hang Tảm Cô, chúng tôi tiếp tục ngược lên miền biên viễn, khám phá con đường 20 quyết thắng huyền thoại. Xe đi khoảng chừng 2 cây số, đến km số 18, chúng tôi dừng lại ghé thăm hang Y Tá ngay bên sườn dốc Ba Thang. Cùng với hang Tảm Cô, đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, hang Y Tá là một điểm đến thường xuyên của du khách trong các tour du lịch về nguồn thăm chiến trường xưa. Mọi người khi đi qua đây đều dừng lại thắp một nén hương tỏ lòng tri ân người con gái Nguyễn Thị Rằng, quê ở phường Phủ Sơn, thành phố Thanh Hóa. Chị đã nằm lại nơi đây khi tuổi đời còn rất trẻ. Trong những năm chiến tranh, trên tuyến đường 20 đầy bom đạn, cứ vài ngày theo những chuyến xe ngược ra nhận tiếp tế vũ khí, lương thực, lại có thương binh từ chiến trường được gửi ra Bắc. Nhiệm vụ của chị Rằng là đóng chốt trên đường 20, theo xe vận tải chăm sóc thương binh, đưa thương binh từ tuyển trong đến bến phà Xuân Sơn để ra Bắc điều trị. Trong một buổi chiều đình mệnh ngày 20 tháng 6 năm 1972, sau khi bàn giao thương binh xong, chị Rằng quay trở vào, bất ngờ B-52 địch xuất hiện. Cả đoạn đường từ km 16 đến km 18 chìm trong khói bom. Chị đã hy sinh anh dũng trên đất lửa Quảng Bình. Nghiêng mình trước hương hồn người con gái trung trinh ấy, mang theo trong trái tim sự tri ân sâu sắc, sự thành tâm ngưỡng mộ những con người quả cảm, son sắc, sống hết mình vì tổ quốc, vì dân tộc, chúng tôi ngược lên thượng ngàn Trường Sơn dọc theo con đường 20 quyết thắng. Trong làn gió vi phu thổi, tiếng xe gầm lên mỗi khi vượt dốc, tiếng khỉ kêu chếch chòe gọi bầy, tiếng chim hót rèo rác lạnh lót giữa bạt ngàn mùi sương. Chúng tôi cảm nhận thật rõ ràng hào khí của một thời trần mạc, niềm vui ngày ra trần của những chàng trai cô gái tuổi đôi mươi. Những năm tháng sụp sôi khí thế rẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước, nhân dân miền Bắc, miền Trung đã không tiếc sức người sức của chi viện cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt. Suốt chiều dài của cả tuyến đường 20, băng đèo vượt núi, máy bay Mỹ thả bom cày xới mặt đường. Thanh niên xung phong tích cực, khẩn trương san lấp hố bom để những chuyến xe nối tiếp nhau kịp thời ra mặt trận. Tiếp tục hành trình, chúng tôi đến km 39 trên đường 20. Bản của người Arem, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch hiện lên như một minh chứng về sự đổi thay của những tộc người sống giữa đại ngàn Trường Sơn xa xanh. Năm 1956, ở hang Va, so đũa treo leo trên núi đá Vôi Phong Nha, Kẻ Bàng, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã phát hiện sự tồn tại của tộc người Arem. Lúc đó họ chỉ vỏn vẹn có 18 người. Cũng giống người Rục ở huyện Minh Hóa, mãi đến giữa thế kỷ 20, người Arem vẫn sống hoang dã giữa rừng sâu. Bộ đội Biên phòng Quảng Bình hết lòng cưu mang, giúp đỡ đồng bào. Các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Quảng Bình, huyện Bố Trạch vừa tuyên truyền vận động bà con đình canh đình cư, vừa tìm giải pháp phù hợp giúp người Arem ổn định cuộc sống. Năm 1992,
người Arem ra định cư ở khu vực trung tâm cùng xã Tân Trạch, gần đường 20, cách bản cũ hơn 3 km. Cùng với thời gian, bản Arem có đủ điện, đường, trường, trạm, là minh chứng về kết quả của một nỗ lực lớn mà nhà nước và các cấp chính quyền dành cho đồng bào Arem. Toàn bản hiện đã có 82 hộ, 407 nhân khẩu. Trong ký ức của già làng Đinh Rầu, con đường Trường Sơn mịt mù bom đạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, con đường 20 quyết thắng in đậm dấu ấn khó phai trên mảnh đất này. Già làng thường xuyên nhắc nhở con cháu về truyền thống cách mạng của người Arem trong những năm chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Thì nhìn thùng phong thế, mang súng bằng ống lô đạn phải đi thằng đường 20 giúp mấy người sẵn sàng rải đường như ở đây này, chiến đã này, không phải bằng mạnh mà cái lấy đập cái bộ đập lên cái bộ trong rải là người chiến, người chiến đổ làm một đồn đó đó để đổ nhựa đường 20 này. Đó. Cũng may cái số phân mình cũng cao, bom nổ trước bom nổ sau bình thường, do gì phải mình tránh bom đi, chẳng qua là bom tránh mình, mà lúc nổ bom nổ hoặc là bom bi bom gì kề ống cái thời nữa, cái nóng trong người đó thế, tức quá đấy, còn người đấy là nhiều nhất mà mình đang thiếu này, còn mình đang thiếu này. Ông Nguyễn Chí Sĩ, bí thư đảng ủy xã Tân Trạch, là một cán bộ tăng cường của huyện Bố Trạch lên giúp người Arem phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng bản làng. Ông còn nhớ mãi những ngày mới lên. Sau khi lên là thấy sáng dậy là tôi cầm cái sên với chỉ là cái chùi để đi quẹt đường á, kéo bà con trên bản cái đường á, là thấy là từng cấp. Mỗi cáp như vậy là một bài phân bo nữa, nằm ngủ nữa, người nằm nghiêng là ngả nữa. Ngày nào có người chết, trẻ em chết, người say rượu chết. Tôi bắt điện về nhà vườn thôi, bà về đó, bỏ việc không làm nữa. Sau đó bắt đầu là gia làng đi, chủ tịch xã đây họp dân bà lại. Trước đây là cấm không được dân uống rượu, hồi uống chung. Nhưng vô tôi cho uống rượu cũng cấm, không mơ quá. Hồi cho uống rượu sớm là đi phải uống, 5 giờ chiều mới được uống. Bên họp quán á, những hồ gia đình nào mà quán xã nào bán rượu trước 5 giờ là trục xuất ra khỏi địa bàn. Đây nằm đường đấy, xe lên mệt quá đang ngủ thôi. Đến đây nhà mệt luôn, mình ngủ trên đường luôn nhà luôn, để sáng về. Trước những khó khăn của người Arem, ông Sĩ tích cực hướng dẫn bà con thay đổi lối sống, cách sinh hoạt và từng bước làm quen với các hình thức chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng đất này. Khai thác tối đa các chương trình, nguồn vốn của tỉnh và huyện hỗ trợ, người Arem đã biết chủ động trồng lúa rẫy, nuôi con heo, con gà trong vườn. Đặc biệt, họ đã đầu tư trồng và chăm sóc 8,5 hectare rừng với hơn 4.000 cây gỗ sưa bản địa quý hiếm. Đất không phù công người, cây gỗ sưa đã bén rễ, xanh cây, hòa nhập vào sự đa dạng sinh học của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và đã trở thành một tài sản hết sức có giá trị. Trong những ngày khốn khó hay bão lụt, thiên tai, ông Sĩ còn mạnh dạn kêu gọi các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm giúp đỡ bà con xây dựng nhà cửa. Trải qua hơn 6 năm gắn bó với đồng bào nơi đây, bằng tình cảm chân thành của mình, cùng ăn, cùng ở với đồng bào, ông đã được bà con tin yêu. Các tệ nạn hủ tục lạc hậu như tục nổi dây, anh em, chú bác trong gia đình sẽ lấy vợ của người đã khuất, nạn tảo hôn dần được đẩy lùi. Ông trở thành máu thịt của người Arem lúc nào không ai biết. Bác làm nhiều việc chứ, bác giúp dân nhà cửa đi. Có bò mẹ đi xin bò về khắp cho dân, bác đi xin khắp nên là dân mới có nước có nước ra chứ mới ở được một chỗ chứ không hồi tế không còn nước mà uống nữa. Thì ở trong cái vùng lõi thì rất khó khăn để cái nước lại cho bà con, đại đa số là người dân rất vất vả, cuộc sống còn thiếu thốn nhiều lắm, cơm thì ăn với muối, để hồi thường đấm ớt với muối á để dùng qua ngày, hoặc là mắng rừng. Năm nay thì lại hạn kéo dài cho nên lúa bà con làm ra là bị cháy hết. 82 hộ mà được 3 hộ là có thu hoạch, xã đồng viên để dân là để giống
để giống để làm vụ sáng năm. Hiện nay, người Arem đang được giao bảo vệ một tài sản vô cùng quý giá. Đó là 2.000 hecta rừng bách xanh hơn 500 năm tuổi trên núi Đá Vôi Phong Nha Kẻ Bàng, kiểu rừng độc đáo và duy nhất trên thế giới. Kẻ xấu mon men đến bìa rừng là bị phát hiện truy đuổi. Rừng bách xanh rêu phong, thảm thực vật đa tầng mời gọi và níu chân các loài linh trưởng. Giữ rừng, mỗi năm bản Arem được nhận từ Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng 200 triệu đồng. Số tiền ấy chính quyền xã Tân Trạch dùng để mua gạo chia đều cho từng hộ gia đình. Gạo giữ rừng đã giúp người Arem chống đói khi giáp hạt. Trong chuyến về nguồn này, trao đổi trò chuyện với những người giữ rừng nơi đây, chúng tôi được biết thêm, đường 20 không chỉ có giá trị to lớn, có ý nghĩa hết sức quan trọng mang khát vọng chiến thắng và hòa bình, mà nay là con đường rút ngắn khoảng cách giữa các vùng quê của huyện Bố Trạch. Đây là con đường tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của đồng bào Ma Con, Arem, sống rải rác trên hai xã biên giới Tân Trạch và Thường Trạch. Và cũng là con đường di sản đưa du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Dọc tuyến đường 20, lực lượng kiểm lâm đã bố trí một số trạm bảo vệ rừng kiểm soát lâm sản, mở cửa cho du khách đi sâu khám phá những nét đẹp kỳ thú đặc sắc trong vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, biến con đường 20 huyền thoại thành tuyến đường giao thương, phát triển kinh tế với nước bạn Lào. Tỉnh Quảng Bình vẫn không quên trách nhiệm bảo vệ nguồn tài nguyên rừng vô cùng quý giá. Ăn trong rừng, ngủ trong rừng để giữ rừng. Các kiểm lâm viên tìm thấy nhiều điều kỳ thú, lãng mạn từ công việc đầy gian nan mà họ đảm trách. Những cánh rừng nguyên sinh trở thành người bạn tâm giao, thân thiết với các kiểm lâm viên. Họ thuộc từng lối mòn, nhớ từng con suối, từng tần từng gốc cây ngọn cỏ. Hàng tháng họ thực hiện nhiều đợt tuần tra kiểm soát, trong đó có một số tuyến tuần tra mất từ 3 đến 5 ngày đường, như tuyến cây trường, cờ bộ binh, đỉnh 900, dốc đâm, hung nha, trải lá. Cũng như việc giao đất giao rừng cho người Arem bảo vệ, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng nhận ra rằng gìn giữ di sản thiên nhiên thế giới cần phải có sự chung tay giúp sức của cả cộng đồng. Vậy nên trong thời gian qua, Vườn Quốc gia đã phối hợp với chính quyền các địa phương nằm trong khu vực vùng đệm, thành lập được 28 tổ bảo vệ rừng thôn bản. Mô hình này mang lại hiệu quả thiết thực. Những cánh rừng nguyên sinh từ bao đời nay vẫn được người dân bảo vệ và phát triển ổn định, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống của các cộng đồng dân cư khu vực vùng đệm. Trong cái quy hoạch phát triển du lịch cũng như là trong cái việc bảo tồn di sản thì chúng tôi xác định con đường 20 là nơi yết hầu để mà đảm bảo cái việc mà công tác quản lý bảo vệ vườn quốc gia, và chúng tôi rất là coi trọng cái việc quản lý kiểm soát các cái hoạt động trái phép trên đường 20 là ưu tiên hàng đầu, đồng thời cũng ưu tiên trong cái việc mà khai thác các cái giá trị tự nhiên của vườn quốc gia, của di sản, và cũng như là khai thác các cái giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số hai xã Tân Thường Trạch, tạo điều kiện cho du khách quốc tế trong nước tiếp cận được đến với đồng bào. Con đường 20 ôm đèo vượt dốc chạy dài dưới những tán lá rừng rợp bóng. Giữa đại ngàn trường sơn, đường 20 như một sợi chỉ mềm mại uốn lượn đưa du khách chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ của vương quốc hang đồng, khám phá những giá trị nổi bật toàn cầu về hệ sinh thái và đa dạng sinh học trên ngút ngàn màu xanh núi rừng của di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng. Có một con đường thời ta đánh mê, có một con đường đi suốt quê hương, có một...